các bạn, hôm nay công ty Lahico có buổi lắp đặt ở trên Lâm Thao, Phú Thọ. Hiện nay thì mô hình cây xăng kết hợp với máy rửa xe cũng đang rất là nhiều được các tỉnh, có thể là tiết kiệm được về nhân lực và có thể được phát triển về rửa xe cũng rất là hiệu quả. Hôm nay thì Lahico tôi xin giới thiệu với các bạn, mời các bạn cùng tham quan. Đây là một số thiết bị thiết để mở một vàng rửa xe mới. Tại khu chúng tôi đang lắp đặt. Đây là máy nén khí nhé. Đây là bình bọt huyết và súng du ly. Khi lấy máy này khi cấp kỳ tay cô thì sẽ được tặng thêm một cốc lọc tách nước để nước không thể vào được hệ thống. Đây là máy hút bụi này. Xe 7:30. Sỏi lọc nước kính. Cái mô hình rửa xe kết hợp mà với cái xăng hiện nay đang rất được thịnh hành tại các tỉnh mọi người nhé. Đến tay cô rửa xe thì chú trọng rất nhiều về dụng cụ, nhất là những khăn. Không phải là cứ một loại khăn là mọi người có thể là lau dọn toàn thể xe được. Ở đây thì có một bộ khoảng 40 khăn, tôi setup là lau được. Như đây là khăn lau nóc này. Khăn lau kính và nội thất này. Khăn lau lốc to này, loại này là 1m8 mà nhân chứng gây phân nhé. Sao đây làm gì? Đi lấy xe. Lấy xe có gì mấy này. Nhiều các dụng cụ. Lấy xe xong thì đâu về. Chỗ đánh la răng này. Mà chả đánh lốp này. Có tay lông cừu này. Nó rất nhiều dung dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Gọi tin liên hệ xin gọi đến tay cô theo các số điện thoại ở bên dưới. Like và subscribe chúng tôi nhé. Chào các bạn.